Xin chào anh em đã quay trở lại kênh của Trần Minh Đức Cyber. Và hôm nay mình sẽ làm tiêu đề mới nhá. Hôm nay mình sẽ làm về Minecraft thì mình phải làm tạm Minecraft nhá. Khi nào Roblox quay trở lại thì mình sẽ làm nhá. Đây. Anh em này, mình sẽ bắt đầu này, chơi đơn nhá. Tạo một cái thế giới mới này. Nào. Thế giới mang tên là nào? Vua nào? Việt Nam vui vẻ, và mình sẽ đặt là sinh tồn nhá. Sinh tồn nhá. Độ khó thì mình chơi bình thường thôi. Cho phép gian lận tắt đi. Mình không chơi gian lận nhá. Gian lận là thôi. Mình trời ơi. Mình này, mình sẽ giữ đồ khi chết nhá. Sợ mất đồ thì mình này. Rồi. Sắt thường đóng bằng sợ lắm đâu. Rồi, tắt luôn. Rồi, mình sẽ giữ đồ rồi, bắt đầu tạo thế giới mới. Bây giờ đang chuẩn bị tạo này. 0% rồi. Anh em ơi, xem lại mình đang tạo thế giới mới nhá. Nào. Tiêu đề Minecraft hôm nay như vậy thôi. Đây, tiêu đề Minecraft hôm nay nhá. Nào, thế giới mới đang tạo này. Nào anh em à. Ôi tạo nhanh thế. Nhanh 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 không tưởng luôn. Đấy. Đấy tạo nhanh luôn. Tạo hơi nhanh luôn, nhanh 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 quá mức luôn. Rồi, nhanh rồi đó, xong rồi, bây giờ mình này 100% rồi, đang tham gia thế giới rồi, bây giờ đã tham gia rồi. Gì đây, lag thế, lag vậy mấy anh em ơi. Rồi độ lag cao thế, đợi anh em đợi xem F11 có ảnh hưởng không. Rồi, mình sẽ đi chặt cây và đi tìm làng kìa. Để mình kiểm tra có độ PS, độ PS là bao nhiêu, có bị nào. Ôi. Để mình cho Minecraft để kiểm tra nào. Ôi, độ PS càng thấp đâu. Ôi, may quá, nó vẫn chịu được. May mình chịu được đây. Được luôn với anh em ạ. Sợ sợ mày, sợ anh em nói mình lác, sợ anh em này. Mình thôi, mình giọng trẻ con là ok thôi. Nào anh em, mình đang đào này, đào gỗ rồi, mình nhặt gỗ rồi sau đó là đi đi à, lấy chế tạo bàn, chế tạo gỗ nha. Rồi sau đó là mình sẽ tạo chế tạo bàn bàn mình sẽ tạo làm bàn chế tạo này. Bàn chế tạo này. Đây mình sẽ tạo cái quay gậy này. Rồi làm đấy là cúp 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 sắt này. Làm cúp sắt trước, mình không không làm gì sợ. Làm cúp gỗ trước nha. Gỗ này, cúp gỗ này. Đấy. Làm tiến trình. Ok. Nào anh em ơi, mình đang nói nha. Nào mình sẽ đào thêm nè, thêm gỗ nha mấy anh em ạ. Đây mình đang sẽ làm thêm đào mấy thêm gỗ nha. Anh em đừng để ý đến mẹ mình à, thôi. Đừng để ý đến mẹ mình nha. Nào mình rồi chế tạo tiếp theo là cây rìu và cây. Chế tạo tiếp theo là cây rìu ạ. Không 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 cần nữa anh em ơi, mình đang đang tạo cái gì nào, mình sẽ làm cái cuốc cuốc đá nhờ, và mình sẽ tạo thêm stick nữa nha, xem
Tạo thêm stick nữa này. Tạo thêm rìu đá này. Ôi có thịt cừu này, mình làm thịt này. Đây. Đấy, làm thịt cừu cừu. Mình làm thêm lấy đen cừu để lấy để làm giường. Giường ngủ cho quạt. À, có một con cừu nữa này. Nào nào hạ nốt một con thôi. Nốt một con cừu nào, cừu ơi. Cừu ơi lại đây cho tao à, cho tôi nào. Lấy được được len nào làm giường rồi, bây giờ mình sẽ đi đi chặt cây nhá, chặt cây à. Chặt đầu máu đi, máu đầu thế. Nào với game nào. Lấy rồi đó 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 đó. Sao mình lấy mình thêm gỗ. Chặt thêm gỗ này. Chặt thêm gỗ làm gì, làm nhà nhá. Mình chặt thêm gỗ thì sẽ làm nhà nhá. Đói thế cơ chứ. Mình đi một hồi thôi mà là mình thấy có thanh đói rồi. Là mình sẽ lấy thêm làm tìm thì hạt giống. Thì được hạt giống rồi. Nhiều lại thì cỏ thế kia thì dễ cỏ kiểu này. Đây trời. Trời lag thôi. Nhưng xem độ PS. FPS. FPS là 24 13. Càng lát rồi. Nghe biết là máy mình là máy đời cũ rồi, mình máy mình dùng CPU lại hàng cũ nha, máy cũ nha. Nên máy mình cũng có Vega thôi, mình có RAM, mình có thêm có các RAM thì mình có máy RAM thì máy mình có, nhưng Vega thì không. Nghe ạ. Mình không biết không có loại Vega nào phù hợp với máy mình như vậy rồi. Rồi mình ôi mở có công thức sức chèo thuyền các thứ rồi. Ồ tiếng zombie à, để mình bật thêm F3 này. 24 PS rồi, 4 13 8. Trời ơi máy mình trời ạ. Lại lại thôi lại lại tí nữa ăn nữa. Mình ôi, ôi làm được một đống heo để làm thịt heo rồi. Thịt heo ơi, quay lại đây nào, lũ heo ơi, tao cho tao heo này. Đó. Đó, này là một, hai. Lắc cơ. Chứ may bình đời cũ lại lắc. Lạc quá nhờ. Nào đi tiếp tục tìm làng nào. Ui được ơi, tôi tìm hôm nay rồi. Rồi ơi tìm được làng rồi. Làng đây rồi, may quá đi. May được làng, một ngôi làng phù hợp rồi. Mình tìm được ngôi làng để sinh tồn rồi. Xem cạo rồi. Mình cạo rồi. Có cái gì rồi. Gậy, gậy rồi, có gậy rồi, cả bản đồ trống. Rồi mình sẽ lập một số thứ nha.
Thế mà nào xem mấy ông dân làng. Ôi có làng kìa. Có anh golem này. Ôi, có thêm bánh mì này. Bánh mì lấy luôn, hạt nướng mì lấy luôn. Hỏi mình sẽ lấy chỗ này ở nơi đi tuần qua này. Ôi trời ơi. Ông mấy ông dân làng này. Ô có cả mèo con này. Mình sẽ lấy thêm lụa bằng lấy được lúa mì á. Lúa mì là bánh mì á. Bánh mì. Lấy thêm dưa hấu à. Dưa hấu á. Dưa hấu cứ như anh em nghĩ tưởng thôi này. Dưa hấu coi, coi. Dưa hấu ăn watermelon luôn. Mình lấy chỗ này là nơi sinh tồn qua ngày của mình nhá. Sinh tồn sống qua ngày ngày của mình nhá. Ngày của mình nhá. Đây. Nơi này sinh tồn sống. Sinh tồn qua ngày nhá. Xin một cái giường của ông dân làng vào đi. Ông dân làng đấy. Thôi. Nhà này không giường rồi. Tìm cái nhà khác nhá. Ui, gần hang luôn. Gần cái hang luôn. Mình đợi chút nhé. Em ơi đợi mình đi viện. Em ơi nhà. Em đừng đừng quan tâm cái chuyện này, em nhìn mình thì đây mình đang đi tìm tìm thêm một vài rương của ông mấy ông làng đang để ha. Tìm đi phố ai từ bi cho mà có mơ nó lăn lăn la sùa lăn la ôi không nói chưa. Play. Play on Minecraft. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn xây nhà ở đâu đây? Mình sẽ đặt khu xây nhà nhá, mình xây nhà gần dân làng, gần bọn dân làng thôi. Mấy ông dân làng gần mấy nhà ông dân làng. Thôi giờ trời ơi, trời tối rồi. Trời tối còn mì đến cái chết rồi. Mấy ông ơi cho tôi này. Tôi là điểm hồi sinh được đặt rồi. Mấy ông này đòi gì đây? Ông ơi, ông này bán gì đây? Ôi, 32 thịt đổi đấy. Một đồng bảo lấy bột redstone. À, trời ơi, trời tối rồi, quái sắp xuất hiện kiện vào buổi tối rồi. Rồi, tính sao bây giờ ông ơi, cho tôi đi ngủ đi. Rồi, ngủ được rồi. Chi, đấy. Good game. Rồi cho ngủ được rồi. Rồi mình ngủ cho ông ấy ngủ được rồi. Mình ngủ được rồi ạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm gì, mình sẽ lấy cái xẻng để đào. Mình đào đất tăng diện tích nha, đào đất để lấy diện tích. Tức xây nhà nhá. Đây. Rồi, đây xẻng đào đất để lấy một diện tích xây nhà nhá. Lấy thêm thuốc mì ra bánh mì á. Đấy. Mình lấy tàu phân thì ăn cho được. Đó nhá. Mình sẽ lấy đào đất để lấy diện tích xây nhà nhá. Lấy đào đất để lấy diện tích xây nhà. Sẽ đào lên đất để lấy diện tích xây nhà. Đất để lấy diện tích xây nhà, lấy diện tích xây nhà trong Minecraft đi à. Đấy.
rồi để lấy đất xây dựng nhà này, đấy nhiều nó tăng diện tích. Rồi, nào nào lấy diện tích đất xây nhà, phải độ PS càng tốt rồi. Anh em đừng, anh em thấy anh em mình thấy mình cảm thấy lát, mình cảm thấy mấy mình lát thì anh em thông cảm nhá. Rồi 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 được được lợp được diện tích xây nhà, mình sẽ lắp thêm đất đất vào nữa. Ra thu hoạch hết đất nha mọi người, mình sẽ thu hoạch hết đất nha. À đây rồi đấy, thu hoạch hết đất nha mấy anh em ơi. Mình tập đầu tiên trong Minecraft sinh tồn 1.17.1. Đây, mình chơi Minecraft này lâu, mình chơi Minecraft này là thành thạo, mình đã thạo chơi Minecraft này rồi. Đấy, mình thạo chơi Minecraft từ nhỏ đấy. Bây giờ ấy, đủ đủ diện tích rồi, mình sẽ cắt hết đất đất đi và mình sẽ xây nhà nhá. Công đoạn này mình sẽ lấy nhiều vài ván gỗ, ván gỗ vân hiện ván gỗ sâm, là mình sẽ chặt thêm cây nhá, chặt thêm cây cây để lấy gỗ xây nhà nhá. Giờ logic là kêu này, mình đặt thêm gỗ rồi làm rương chứa đồ cần thiết. Đấy, chặt gỗ xây dựng một phần là xương. Này mấy anh em này, đây chặt gỗ này, lại đào tiếp gỗ này, đào tiếp lấy gỗ xây nhà. Việc này mình chơi thạo này. Lấy cố lấy được một miếng gỗ này. Đây cái này thạo rồi, mình bên này thạo rồi, đấy, mình bên này thạo nó rồi mấy em ạ. Nào đào tiếp, nào lấy gỗ chặt cây, lấy gỗ này, lấy gỗ xây nhà tiếp nào. Mình phải đâu xếp thật lợi đợi của mình kiếm được vào. Và mình sẽ xem mình sẽ lấy gỗ này làm xương nhá, làm tầm ba tầm dương nhá. Mình sẽ bắt đầu xây dựng nhà nhá. Một này, hai này, ba này, bốn này, rồi tiếp tục. Một này, hai này, ba này, bốn này, rồi tiếp tục. Cái phần này làm cửa nhá.
này, 4 này. Rồi tiếp tục khu vực tiếp theo là à. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Tiếp tục rồi, rồi, các khu vực phần này xong. Thì tiếp tục thì mình sẽ xây xây dựng này. Xây dựng nhà này. Xong nhà này, đấy. Đây, tiếp tục phần xây. Nhà này, rồi. Đây mình này. Đây, mình sẽ xây này. Các cái phần này, phần khung xong rồi mình lấy à, mình sẽ lấy làm phần kính nhá. Phần mình phần khung này. Phần khung kiểu này. Rồi. Đấy. Rồi. Rồi. Những cái phần này rồi mình sẽ lấy thêm cắt để làm kính kính nha. Để làm các phần kính nha. Tiện lợi đào thêm đá để làm nón lò luôn. Mình sẽ lấy xẻng. Và mình quên mình phải đi tìm than rồi. Để vào đào vào. Rồi. Đào một tháp đấy. Công này chưa không được đánh được không? Nhớ. Rồi mình sẽ tìm than. Than sẽ nằm ở đây rồi. Than đây rồi. Than đây rồi. Than đây rồi. Đâu rồi? Lấy được khoáng sản được khoáng. Ôi chết rồi, quá có creeper này. Chơi. Creeper này. Chơi. Creeper này. Rồi nổ rồi. Rồi nó nổ rồi, lấy được đá cuội mày thế. Mình để chế độ bình yên cho chắc ăn cho bình yên để đào một lúc nhé. Cho thấm. Ui lần đó có sắt, tìm được sắt rồi. Tìm được cái gì đây, đồng à, sắt thô à. Sơn sơn là này. À là đung. Đây là sắt thô. Ôi. Than nữa. Ui may lại tìm được sắt luôn rồi. Đúng là ngày đầu tiên thì được sắt nhưng mà mình không đốt than rồi. Rồi. Để đầu tiên lần đầu thì đầu thì được sắt nha. Sắt thô luôn và là những người sắt thường nữa. Ui tốt rồi. Ôi lấy thêm đi mai đông để đây không biết nữa. Đồng thô rồi, tìm được đồng rồi, ngay đầu tiên gì ngay đầu tiên còn tìm được cả đồng nữa. Mình đầu tiên tìm được cả đồng rồi. Mình đang này. Đây mình này. Đào. Xong rồi. Đây. Rồi. Rồi mình đi đào một phần nữa tiếp nha.
lên nào. Rồi, đây rồi. Đây. Rồi, nào quay lại. Chỗ này nào, bình. Sẽ làng vào nhà làng. Cuối ông làng nào ấy à? Mấy ông dân làng này. Ngủ nhờ nhà của mấy ông dân làng. Làng luôn, mình đi ở nhà. Đúng rồi, có mấy chỗ ông dân làng luôn. Rồi. Ơi mấy ông ơi, cho tôi. Cho tôi ngủ đấy. Ây, cảm ơn nha. Cảm ơn mấy ông cho tôi đi ngủ. Rồi. Rồi, mình đang. Đang tốt rồi. Rồi, mình sẽ quay lại chỗ nhà mình đang xây. Ui, có cừu à. Trời ơi. Lũ cừu hả? Thúi à. Lấy lò nung nữa. Lò nung nữa nhờ. Rồi, có con cừu rồi. Rồi, lấy cừu và cây cuốc, cây dừa đá của mình giờ toang rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi. Mình đào thêm than để mình đào thêm đá để làm thêm nó nung nữa, nung cho thuận lợi hơn. Đây là mình đào thêm đá ở đây này. Mình đào thêm đá chỗ này để đào thêm đá, đào thêm hai thằng đá cuối nhỉ, sau đó mình đào hai thằng đá cuối. May mắn làm đào được cả được than, đã tìm được than, may mắn tìm được cái than để cho vào lò nung, đỡ tốn phí gỗ rồi. Sẽ đào thêm vài phí than nữa. Và sắt nữa này. Sắt để làm thêm cả bộ giáp nhé. Giáp bờ, giáp sắt nhé. Rồi, mình đi leo lên. Ai chọn mình. Thôi trở về thôi. Ai chọn mình, thì sửa lại là bình thường đi. Ôi đau quá. Ui có nhện. Đau quá.
Vào anh golem nhá, chào anh golem nhá, golem. Đấy. Nhưng mình nhảy này qua này thì chơi game. Chơi game này quen thì sẽ càng càng quen là càng đi gì luôn. Đấy rồi. Bây giờ mình sẽ lần đầu này đâu đã có sắp rồi. Ai đã được thêm sắp nào rồi. Làm thêm cả cây, làm thêm gương nữa, mình đã có hai gương, nhưng mình có hai gương. Đây. Đây. Ôi đầu này, tôi sắp nhỉ. Rồi, mình sẽ tạo đồ bộ tóc sắp trước nha. Giờ mình sẽ tạo một phần bộ tóc sắp trước nha. Giờ mình tạo thêm kiếm sắp nhỉ. Rồi. Đó. Mình đã tạo cúp sắp nhỉ. À, mình sẽ thêm sắt nữa này, nhiều sắt luôn, mình quá thật có nhiều sắt mà, đồng mình đồng không biết để làm gì luôn. Nhiều sắt này, mình sẽ sắt nè rồi. Nón rồi. Mình tạo gần với được bố đó. Đấy, sắp rồi. Rồi, trên đuôi ống này. Rồi, cái đuôi ống là xong. Xong luôn cái đuôi ống rồi. Rồi, xong luôn cả bộ giáp sắt. Trong tập 1 nha. Nhà mình đào thêm đất của cái phần nhà này nhá. Rồi các lò nung xong thì mình sẽ nung đống cát này thành những cái tập kính nhá. Đồ nghề sinh tồn mình làm thêm đồ nghề sinh tồn. Đồ nghề sinh tồn cho thêm đất, mình cất đất đất cả. Mình cất mấy cái đồ gỗ mình cất mình đồ mới liên quan đến gỗ và đá hoặc gì đó cũng được. Cắt một số đồ vào đi, cắt hết một số đồ nghề sinh tồn đồ này. Bây giờ mình lấy thêm đồ, mình sẽ
chơi tiếp nhá. À, mình nung được gần đủ gần được rồi. Rồi. Lấy thêm thì đó cũng được, tạo khiên khiên tấm chắn là được, ok, tấm khiên chắn là để chắn chắn bọn con người để chắn lỗ skeleton nha. Bây giờ sẽ tạo vài tấm, rồi 16 tấm tấm kính nha. Rồi ai bình tự tự mình lấy rừng tạo rừng đi thôi. Mình lấy rừng đi ngủ thôi, lấy rừng đi ngủ thôi, lấy rừng đi rồi đi ngủ thôi, lấy rừng đi ngủ rồi đại rồi. Vậy rồi, mình sẽ chuyển mình cắt cơ vào tí nữa, đặt ở vị trí đặt nhá. Và mình cắt mấy đồ linh tinh lại, cắt mấy đồ linh tinh lại. Đồ ăn thì mình sẽ cắt cái gáo thì mình sẽ làm xô. Xô rồi, mình tí nữa sẽ lấy hình như nào đó, sẽ làm mình, rồi. Nung xong cái cuối tấm tấm cuối thì rồi năm có xong rồi, mình lấy thêm, mình sẽ lấy thêm khung cát nữa nha, mình sẽ lấy thêm mấy đống cát này nữa rồi. Đây, đó, cái kia luôn. Căn nhà đang xây dựng nhá. Đây rồi, mình sẽ dòng mình sẽ ba chia vào ba lọ. Mình bình thêm mỗi nhà một cái cát nhá. Đây. Mình sẽ đồng này làm nhà xây thì nhà ấy không vui, mình sẽ thích nước lớn thì mình sẽ lấy thêm vậy, nhà này sẽ lấy thêm vài nhiều gỗ nha. Vật liệu xây nhà của mình trong game này easy luôn. Mấy anh em ạ, lấy xây nhà trong má mình. Đây là đây. Mình nhé.
Đây. Đấy, tập sau mình sẽ kiếm kim cương, tập đầu đầu mình sẽ làm đào xây, sẽ làm cái này á. Anh em trong video này nhớ phải xem hết nhá. Nếu mà anh em mà chưa xem hết thì anh em không biết đâu nhá. Thì anh em không biết mình đang quá trình gì không nhớ là anh em ạ. Anh em nhớ hết phải xem hết các video, xem hết video của mình nhá. Mình ôi vào ra được chuối cây nào, làm ơn cho tao, cho tôi rời chuối cây. Chuối cây nào, làm ơn, chuối cây đâu, chuối cây đâu rồi, chuối cây đâu rồi, chuối cây ơi, không ra được chuối cây luôn ạ. Rồi không ra được chuối cây luôn, xui thật, xui thật đấy. Tiếp tục chặt thêm cây cây nhá. Mình là người chơi có kinh nghiệm nên mình còn xin tồn lại trong game này nhá, người chơi có kinh nghiệm nhá, người chơi này có kinh nghiệm rồi, chơi chỗ này vậy đã có kinh nghiệm giỏi rồi. Lúc mình chơi làm video bằng Minecraft thì mình đã biết bắt, mình giỏi chơi rồi. Rồi đó. Nhầm, mình nhầm yêu này. Đấy rồi, xong cửa nhà rồi, mình lắp một phần ngoài miếng kính còn lại rồi. Mình kính còn lại mình tặng mấy ông, mình đi mình đưa tặng cho mấy ông trong hàng là mình tính phần nhà kính, phần kính mới nha, ra mấy giờ ạ, tặng cho mấy ông, chọn tặng cho mấy ông nằm trong hàng rồi hết đó. Rồi mình tiếp tục, nào tiếp tục nào bây giờ mà để xem mình có lỗi gì không. Không à, làm mấy game này đang này đây. À tiếp tục này, mấy game ơi, đây là bình đang đây nào, lấp đầy tấm thủy tinh, 64 tấm rồi, đủ 64 cái rồi. Tiếp tục này. Đào, nào bình đang này. Ở chết mình mới gặp tính này, cẩn thận nào, cẩn thận với mấy cái tấm kính này nhá. Bây giờ đây là mình đang xây nhà, được rồi, đây mình xây nhà xong thì mình sẽ mình đi nhà đấy nhá, xây nhà trong game này xong nhá. Phần kính gần hoàn thành rồi nào, mấy treo ơi, gần hoàn thành rồi. Đây, đấy, đúng luôn, đúng số phần kính đã lắp vào rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thêm gỗ làm trần nhà nhá, trần nhà nhá, lấy thêm gỗ phần làm trần nhà.
cái kiểu này mình chơi nữa. Quá giỏi luôn. Rồi mình tiếp tục làm cái phần sắt này chế tạo không? Làm phần này. Xong rồi. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục làm phần trần nhà thì mình biết rồi. Rồi, lại hết. Lại hết gỗ rồi. Rồi, mình lại tiếp tục xây cái nhà tiếp theo. Ôi ôi, có thôi cây rồi, có thôi cây để xây cây. Xây nhà xem. Rồi mình sẽ đặt 1 2 3 4 cùng một lúc khu vực này, một khu vực cùng một lúc 4 cái thồi luôn. Một lúc 5 cái nhỉ. 5 cái cho ăn cho chắc ăn luôn. Đây, căn nhà mình đang xây dựng xong đây nhé mấy anh em ạ. Rồi mình đi ngủ ngủ rồi xây nốt căn nhà thôi. Thôi mấy anh em ạ. Bây giờ dài gần xong rồi. Nào mình làm xanh nốt xong rồi. Đó, đào nốt mấy cái cây này. Nốt mấy cái cây này. Này. Đấy, nốt mấy cái cây này. Đã được luôn. Bây giờ xong. Sắp xong rồi mình sẽ gửi video tại đây nhá. Đấy, xong sắp xong rồi video rồi. 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 Xong nhà rồi, xong căn nhà rồi, mình sẽ gắn. Rồi, mình sắp xong rồi. Đây. Đây, rồi, mình sắp xong rồi, đây rồi. Đây, rồi, mình sắp xong rồi, anh em ạ. Đây, anh em ạ, sắp xong rồi. Rồi. Mình gắn đúc ở phần dưới. Cái lòng nhà này á. Rồi, mình sẽ gắn thêm, mình sẽ lắp bàn, đưa bàn chế tạo vào trong này. Rồi, mình đưa lò nung vào trong kia. Rồi, đưa mấy cái lò nung vào trong này.
Rồi. Sắp không rồi mình sẽ trồng cây cây trồng trên cái cây trồng nốt cái cây. Đây, ôi cây. Mọc được cây mình trồng đầu tiên đã mọc rồi. Đỉnh chặt. Cái nữa đấy. Rồi, rồi ra rồi. Xong rồi. Xong rồi nhá. Anh em nhớ like và nào, xong rồi nhá, xong rồi nhá, xong rồi nhá. Xong rồi nhá. Anh em nhớ like.